Trở lại ngôi nhà mà trước đây mình cũng đã từng tư vấn cho anh ấy chuyển đổi từ mô hình văn phòng sang bên mô hình thuê để ở. Thì ở đây cái vị trí thì cực kỳ đẹp, mặt tiền cực rộng và đường xá cũng rất là rộng luôn. Quanh đây là ủy ban xã, rồi là trường học và đây là trường Vinschool đấy các bạn này. Đấy thì ở đây nó có thuận lợi là nó có hai len đường. Ở đường bên này thì là vị trí đỗ xe ô tô này, cực kỳ thoáng và rộng luôn. Mà anh vẫn lựa chọn cái mô hình đó là mô hình cho thuê văn phòng. Thì sau khoảng hơn một năm thi công thì bây giờ mới hoàn thành công trình. Chúng ta cùng nhau vào xem là cái mô hình anh đang thiết kế để cho thuê văn phòng nó như thế nào, để chúng ta nếu có nhu cầu ở khu vực An Khánh này thì chúng ta cùng nhau đến để tham khảo và xem xét để làm văn phòng ở đây nhé. Dưới đây thì là khu vực sảnh tầng 1. Khu này thì dự kiến anh sẽ làm kiểu siêu thị, nhà cho thuê bán hàng siêu thị này. Đấy. Thì ở đây được cái là rất thuận tiện, đó là xe máy thì để ở ngoài đường được, nên không cần phải đưa xe máy vào trong nhà. Chính vì thế cũng là cái yếu tố đấy, vì ở đây là cái yếu tố mà do có cái mặt đường rất là mặt tiền rất to và đường lại rất là rộng, nên là anh ấy vẫn giữ nguyên cái quan điểm là khai thác cho thuê dạng kinh doanh chứ không cho thuê ở. Đúng thật, với cái vị trí rất đẹp như này, nếu mà chuyển thành ở mà khai thác, vì ở nếu mà mô hình ở thì ở phía dưới tầng 1 này phải ưu tiên cho chỗ để xe, còn một ít các công đoạn làm trần nữa thôi là xong rồi. Ngôi nhà này cũng nắp thang máy của bên Vĩnh Lương. Đây phía dưới tầng 1, phía dưới này thì có nhà vệ sinh này. Rất rộng và sạch sẽ, chúng ta thấy không? Cũng khá là ok đấy. Anh bố trí cái hầm, nhưng mà hầm nhà vệ sinh ở đây thì khi vào đây, chỗ đoạn này vẫn có khoảng được 1m8. Nếu mà bạn nào cao 1m8 trên 1m8 thì hơi cúi đầu một tí. Anh làm cũng khá là sạch sẽ. Đây là khu vực thang bộ. Đây cái sảnh vào đi vào đây các bạn nhé. Ở đây thang máy nhưng mà thôi, chúng ta sẽ đi thang bộ. Ngày trước mình đi cái thang cuốn thang bộ này thì mình thấy là nó cũng hơi bị ức chân, nhưng mà sau khi làm xong thì mình thấy đi cũng khá là ok. Đây là khu vực cầu thang bộ đi lên. Anh ấy lựa chọn phương án là dùng granito chứ không dùng đá. Thực ra là cũng không quá quan trọng, bởi vì là bây giờ đa phần là chúng ta sẽ dùng thang máy rồi. Diện tích sàn của một tầng, nghĩa là diện tích đất của anh khoảng gần 110m2. Thế thì đối với văn phòng thì đang sử dụng khoảng độ được 100m2. Đấy, 100m2. Trần chiếc cái thứ này anh nắp hết rồi. Và đèn thì đương nhiên là nó nằm âm trần rồi. Và mỗi tầng thì đều có một phòng nhà vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh ở bên trong như thế này. Đấy. Cũng khá đẹp đấy anh em. Ok. Đây, văn phòng thì khá là rộng. Cái nhà này thì ở khu vực này do một số các vấn đề về thủ tục pháp lý nên là cũng phải gần một năm trời mới hoàn thiện được. Và chúng ta cùng nhau đi lên tầng 3 này. Có gì khác biệt không nhỉ? Đấy, tầng 3. Wow, tầng 3 thì bố trí riêng được là tách ra thành một phòng. Đấy, đây là một phòng riêng, có thể đây là phòng giám đốc chẳng hạn. Đấy, cách kính nhé, nhà cũng khá là sáng. Hai phòng các bạn, ba phòng. Đây một phòng nữa. Ngày xưa thì cái này thì anh tính là chuyển thành mô hình ở. Nên là cũng bố trí được. Đấy. Trong đây một phòng thì có nhà vệ sinh khắp kín. Đang dọn dẹp vệ sinh ok hết rồi. Nhà vệ sinh anh làm rộng quá. Cực kỳ rộng luôn. Quá rộng. Còn đang thiếu một số các thiết bị vệ sinh nữa thôi. Có ngày trưa có để cho khu vực bếp này. Đấy, khu vực bếp này. Nhưng sau đó là lại không quyết định làm thành cái mô hình văn phòng, dẫn đến là đây, ngoài này cũng nhà vệ sinh nữa này. Thế thì phòng này anh đang bố trí thành hai nhà vệ sinh luôn. Thì như thế này thì đang muốn là thành một cái khu văn phòng khép kín. Phòng có thể tạo thành phòng ở cũng được nhé. Đây có khả năng là anh có thể là chuyển đổi thành phòng ở được. Một phòng ở khép kín này, nhưng mà đã phải đi chung đấy, đi chung nối với phòng phía bên ngoài này. Thì đây cũng là một trong những cái nó hơi bất tiện một chút, là
nó không tách bạch thành hai phòng được, mà đây là một phòng có thể là cho thuê dạng chung cư mini ấy, phòng gia đình 3 phòng ngủ đấy, một tầng thành 3 phòng ngủ. Thì nếu mà gia đình nào muốn ở đây mình thấy là khá hợp lý, khoảng 10 triệu mà có phòng 3 phòng ngủ ở khu vực này thì mình thấy rất ok, vì chúng ta thấy rằng trường Vin ở bên này này đấy, trường Vin bên này 2 phòng khép kín, nhưng mà phòng này khép kín thì nó lại chung với này. À không, thì hai cái phòng này đều chung một nhà vệ sinh, nó như kiểu là tòa chung cư gần 100 m². Đấy, thuê giá khoảng tầm 10 triệu đồng một tháng ở đây thì mình thấy là cũng khá là ok. Chúng ta cùng nhau lên tầng 4 xem nào. Là thiết kế theo kiểu gì? Mình nghĩ nó cũng giống tầng 3, đúng không? Anh cũng có thể chuyển đổi thành mô hình cho thuê phòng ở được. Đấy, chúng ta thấy không? Một ngôi nhà 100 m², nhưng mà nếu mà anh đang làm như mô hình này ấy, thì đang cho thuê khoảng 10 triệu đồng thôi, nhưng mà rất khó, cũng đang hơi kén khách. Đấy, tầng 4 này cũng giống tầng 3, đúng không? Phòng ốc giống y như thế thôi, khá là kén khách. Thì bây giờ mình thấy là khu này có lẽ đây là cái khu vực bếp này. Đấy, khu vực bếp, anh định để khu vực bếp ở đây mà chưa thấy làm, và chắc là đơn vị nào thuê thì vào làm bếp thôi. Khóa dùng khóa này, khóa vân tay nhá, cửa các thứ mình thấy khá là đẹp. Đấy, thì có hai phòng rất là rộng. Anh đang bảo dự kiến khoảng độ cho thuê 10 triệu một tầng. Một tầng là một căn hộ chung cư mini đấy. Còn đây, trên đây là trên tầng 4. Tầng 4 này xem là anh bố trí kiểu gì. Đây là khu vực phòng thờ. Không, à đúng rồi, anh ấy làm phòng thờ ở trên này. À, chắc là anh cũng nhập trạch rồi. Và trên đây là khu vực sân thượng, có thể làm sân phơi này. Anh làm khu vực vui chơi gì đó, điều hòa để chưa nắp. Chưa nắp xong, điều hòa tổng chưa nắp xong. Thì cơ bản nếu mà chúng ta thuê thì có khả năng anh sẽ hoàn thiện dần các cái vấn đề cho chúng ta. Nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể đến đây để tham khảo thuê văn phòng hoặc là thuê phòng ở cũng được các bạn nhé. Nếu bạn nào ở khu vực An Khánh thì đây cũng là một trong những cái phòng cho gia đình khá lý tưởng để chúng ta có thể thuê được. Nếu bạn nào muốn thuê, có nhu cầu thì có thể inbox cho mình sẽ kết nối cho anh chủ nhà cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.